Đúng rồi. Tuấn Hằng Ba kính chào bà con nha. Đây em chào anh cá nha. Đây hôm nay em chở phân hóa mâm hoa cho tiêu cho anh cá đây. Tiêu nhà anh đẹp như mơ này. Đó, anh lấy 1 tấn 7 đấy. Phải chở làm 2 chuyến. Để cho chú 6 bao tí nữa ăn chỗ kia bắt kia chú để mai chú đỡ phải chở nha. Chỗ nào anh? Chỗ nào anh? Đây, lên phân hóa mâm hoa. Xem chương trình năm nay năng suất như thế nào. Đấy, năng suất như thế nào đây. Hôm nay em chở 1 tấn 7 cho anh ca. Đấy, bỏ nhẹ nhẹ cho này em phân không ơi. Điểm cho anh ấy. Để thăm vườn của anh đây. Thời điểm này là thời điểm tốt nhất để bón lân tạo mầm cho cây tiêu sau thu hái. Cứ bảo người vào không biết bắt ca bắt chở phân và bón đi đâu. Sau khi thu hái thì quý bà con và khách hàng làm công tác xịt thuốc rửa vườn. Đó, xịt thuốc rửa vườn để tẩy rong rêu tảo đỏ. Đó, rong rêu tảo đỏ cho nó là ở trên lá, còn ở dưới gốc các bà con nên bón lân để tạo mầm hoa cho cây tiêu thời điểm sau thu hoạch. Thì trước lúc bón lân thì bà con có thể làm cao lá gốc gạc sạch sẽ để bà con bón cây 1 kg lân. Đó, nhiệm vụ của lân là chống chịu hàn cho mùa khô và thứ hai là giúp phân hóa mầm hoa. Đó, cây 1 kg bà con nhé. Tiêu kinh doanh thì cây 1 kg lân. Đây, lên trên này, chỗ bón trên này đây. Đây, vườn anh ca anh làm rất là cẩn thận. Anh cả sới cả đất này. Sới cả đất với cao bồn vào này. Thì mùa nắng thì vấn đề mà sới đất với cao bồn thì nó cũng không ảnh hưởng đến rễ bà con nhé. Một số bà con thắc mắc này ra cao đứt rễ rồi là nó có thể nó làm tổn thương một rễ. Hả? Dạ, anh ca làm rất là đẹp ạ. Ừ, anh mùa ca, mưa làm chết toi luôn. Đúng rồi, mùa mưa không nên làm, không nên đụng đến rễ. Mùa nắng thì ba con cơ thể cao như thế này được để cho phơi rễ để hạn chế nấm nhiễm trùng. Ừ. Anh bỏ chỗ nào rồi? Đây, trên này. Trên này. Của anh đây là 1.700 đúng không anh? Chỗ này là của bác 2 hết cũng đúng là thực tế nói là nếu mà tiêu của bác hay là đếm người ta đánh bồn này là 1.800. 1.800. Thì bác lấy 1 tấn 7 thì sao mà đủ được? Còn cái loại mà nó nhỏ kia mà không tính được, chắc nó phải cỡ thì vừa rồi nó đỏ gió đấy, nó đỏ thì một số cây là mình không có. Dạ. Yeah. Có đếm nữa là nó được 1.800. Yeah. Tiêu rất là đẹp nhé, hải sóng vẫn đẹp. Có trụ này cao quá độ. Được không? Đẹp anh ạ. Có đáng đầu tư không? Có, rất đáng để đầu tư. Có đáng đầu tư không? Trụ cao rồi, máy quay quay không hết được. Anh làm gốc gạc. Độc của Tuấn Hằng hết kia. Dạ. Yeah. Độc của Tuấn Hằng hết kia. Tuấn Hằng hả? Ừ, đấy, độc của Tuấn Hằng hết đấy. À, cảm ơn anh cá nhé, luôn đồng hành và ủng hộ đại lý và tư nông nghiệp Tuấn Hằng Ba nhé. Đây là cái bồn để phun thuốc đây. Sao anh gom lại đây anh? Đấy, mới có một mùa năm ngoái đấy. Dạ, yeah, mới mùa năm ngoái. Anh bón đâu kia bón lại đấy hả? Bón từ đằng kia bón lại chứ, hôm qua xe nào. Ủa, thế mấy người làm anh nhỉ? Hả? Mấy người làm? Có đâu mà mấy người làm, có mỗi một người. Thì còn cái mùa hái cái gì như vừa rồi hái là cứ đều nó khoảng chừng cỡ 10 năm công một ngày. Dạ, nhưng hôm nay em đi theo anh này chứ em thấy tiêu hải vẫn sọt nhiều anh ạ. Đúng không ạ? Thì nó trong cái họ hải sọt nhiều đi. À, nhìn nó vậy đơn giản vậy thôi. Dạ. Có... Anh vừa anh thu được bao nhiêu tấn đấy anh? Đúng không? Dạ. Dạ. Anh vừa anh thu được mấy tấn? Năm ngoái được 4, năm nay được 4. 4 tấn. 4 tấn á hả? Ừ. Tấn là mất mùa đấy. 4 tấn, năm ngoái được 4 tấn hả? Năm ngoái 4, năm nay được 4. Ui. Cánh kia không được đâu. Dạ. Đây anh đang bỏ lần đây bà con nhé. Được chưa? Đấy, đạt yêu cầu cái 1 kg. Anh có đúng tiêu chuẩn 1 kg không? Ừ. Thì nó phải cỡ 1 kg thì mình á chừng chứ mình đong mình tính làm sao. Anh cân lên anh đong lại cái bạt á, anh đong lên. Thì chứ cái bao kia là 1 cây là 3, cái này vốc ra là phải ký rồi không ký thì phải đi. Dạ đây, anh giải lần đây. Đúng không?
Rải lên tầm mâm này tưới cho nó tan phân được là bắt đầu tiến hành cắt nước. Đấy. Đúng thực tế mà nói mà đạt hiệu quả cái là sang năm là cứ nó mà chị rồi. Đây, anh ca đang bón lần đây. Anh bón xong anh tưới chỉ có tan phân rồi, xong bắt đầu tiến hành xịt nước. Thời gian xịt nước thì nằm cỡ khoảng 45 ngày. Mai đó, đấy là bọn kia là nhường bọn kia tưới. Bọn nào ấy? Bọn này thằng xóm này nó nhờ qua đường dây mình tưới, không tưới hay rồi. Mai tưới mấy ngày. Rồi, đẹp quá anh ạ. Đi nữa, thôi để em ngưng này cho em mỏi chân lắm. Lâu lâu đi vào đấy nhưng mà để vào sau khi nào rảnh em vào đây ở với anh. Đấy. Thì ai có những vườn tiêu giống như anh cá nữa này. Mà còn chưa bón lấn thì liên hệ cửa hàng vật tư nông nghiệp Tuấn Hàng Ba nhé. Xuống cái chèn này, xuống cái chèn này. Đấy. Để bón lấn cho tiêu. Thời điểm sau thu hoạch. Trời ơi, chỗ này dốc thế à? Có tiêu ai chỗ này? Dạ, tiêu. Dạ. Vẫn một chín này, đây. Trời ơi. Trụ này mấy mét không ơi? Chắc nó khoảng trụ này hãng đây nè. Chắc cỡ 7 mét, trên 7 mét bao nhiêu. Trời ơi. Trụ kia chắc nó phải cỡ 9 đến 10 mét đấy. Nếu mà bữa sau mà anh Hải tiêu là thuê em vào nhá. Có đây, còn đâu bỏ này. Em đây. Em gọi máy bay nhá. Đây em đu khoảng là hai người hai bên lại trên những cái trụ đó. Em cho đầu máy bay trên hai người cột hai cái này. Không thật chứ. Em có dịch vụ máy bay phun thuốc mà chứ. Em có nếu thêm dịch vụ máy bay Hải tiêu luôn. Đấy. Em cho đủ cái máy bay nó nằm ở trên cái đọt thả hai cái dây du xuống lãnh hải cái đoạn này được này. Đúng rồi, chứ cái trên ở lớn ái nhà máy này. Đấy, thấy chưa? Trời ơi. Toàn hãng này chú này. Nặng quá không thấy gì cả. Còn đấy nhá. Dạ. Đấy, tiêu vẫn còn. Dạ. Hết tiêu ăn chưa? Dạ, tiêu nhà em thì nhà em cũng có khoảng 300 trụ anh ạ. Năm nay em thu được 1 tấn 4. Dạ, tấn 4 mà em cũng hái xong là em bán luôn. Ông kia, ông ở sát bên này. Dạ. 3.000 năm ngoái 14 tấn mà năm nay được có 4 tấn. 4 tấn ạ. Không biết có tìm hiểu nguyên nhân thế nào không? Cái này không đuổi bác được. Dạ. Riêng của bác lúc nào nếu bác của bác nó vào vườn tiêu rồi. Là bác là số 1. Không phải số 1 đâu nhưng mà cánh này là làm tiêu bác nói thật còn lâu mới đuổi bác. À dạ. Tuyệt vời đấy, đây là anh cá này. Thôi cảm ơn anh cá thật nhiều nhá. Hôm nay vào vườn anh cá đây thăm này, anh chia sẻ kinh nghiệm rồi cách thức làm. Thì ai có phương án nào hay hơn nữa thì chia sẻ cùng đại lý Tuấn Hàng Ba để cùng làm để cho cây tiêu ngày một năng suất. Đó. Thôi kính chào bà con nhá. Video hôm nay là đến đây là tạm ngưng. Đấy.